Phẫn nộ và hết sức bất bình là những gì chúng tôi ghi nhận được nơi hàng chục phụ huynh có mặt trước trường mầm non Mầm Xanh tại phường Hiệp Thành, quận 12 trong sáng 27 tháng 11 này. Sáng đầu tuần, thay vì là lúc các cháu nhỏ vào lớp thì giờ đây là lúc trường đóng cửa ngừng hoạt động. Chứng kiến clip ghi nhận tình trạng đầy đọa dã man các trẻ mầm non tại cơ sở mầm non này, các phụ huynh rất đau lòng khi không ngờ con cháu mình phải chịu sự bạo hành bởi những hành vi trái đạo đức, vô lương tâm của những bảo mẫu nơi đây. Mà từ lúc coi clip này là con nói chuyện với nó một bữa. Nói chung là cô phẫn nộ luôn á chứ không phải là nói về bức xúc không. Đánh cháu tôi chạy mấy mũi đó, rồi cha nó qua làm dữ. Rồi lấy cổ năn nỉ quá rồi mình nghĩ thôi cũng thôi sát bên thôi cũng bỏ qua. Rồi làm dao đánh tiếp cho cháu 3 tuổi. Mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, các phụ huynh cũng bày tỏ nguyện vọng sớm có những hướng giải quyết triệt để nạn bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục, nhất là bậc mầm non, để người dân thực sự yên tâm khi gửi con em. Muốn khóc luôn á, không muốn làm gì luôn á, tay chân nó bụng luôn. Giờ bây giờ đi gửi trường nào cũng không tự tin. Mất niềm tin rồi, phải có cách mấy ngày trước thì nó giải quyết như thế nào cho người dân người ta an tâm. Để kiểu này con em ta như vậy là không ai an tâm để mà gửi hết. Hiện tại trường mầm non xảy ra vụ việc đã bị đình chỉ để điều tra những sai phạm. Vụ việc tại cơ sở mầm non Mầm Xanh này một lần nữa cho thấy những bất cập tồn tại trong lĩnh vực giáo dục mầm non khi chất lượng và việc quản lý hệ thống trường mầm non tư thục còn lỏng lẻo, cũng như trẻ em con lao động nhập cư mang hộ khẩu tỉnh khó có thể xin học ở trường công. Thông tin tiếp theo của vụ việc này sẽ được truyền hình thông tấn cập nhật trong các bản tin tiếp theo.